Gà bà con ơi, đậu gà là bà con biết hết rồi đúng không? Nhưng mà đậu gà nó có tên là đổ gà cũng được, mà đậu gà cũng được, có người gọi thế này thế kia, đậu gà hay đổ gà nó cũng là một thôi nha bà con. Bà con ơi, đậu gà hay đổ gà nó cũng một thôi. Và những người không ăn được đậu gà hay đổ gà này á là nó gì nha bà con? Đó là người có bệnh tiểu đường, tiêu hóa, viêm đại tràng, viêm túi thừa, tắc ruột, mãn tính, hội chứng kích thích, trào ngược dạ dày, tiền sử dị ứng, hạt, nổi mề đay, nổi ngứa, đau bụng, thận, đó là những người không ăn được, những người không ăn được nha bà con, là vì gì những người không ăn được đậu gà hay đổ gà là những người có cái bệnh thế này bà con ơi, bệnh tiểu đường, bệnh về tiêu hóa, bệnh về viêm đại tràng, bệnh về viêm túi thừa, tắc mật, mạn kính, hội chứng kích thích, trào ngược, dạ dày, tiền sử dị ứng, nổi hạt, mề đay, ngứa, đau bụng, bị thận. Đó là không ăn được đậu gà hay là đổ gà. Đổ gà hay đậu gà nó rất tốt cho sức khỏe ở về tim mạch. Đó bà con không? Đó, giảm cân, ung thư, tiêu hóa, tăng cường sức khỏe, giảm viêm, giảm cân, kiểm soát lượng đường trong máu, tốt chưa, nó giảm huyết áp, xương. Rồi ngày ăn 100g thôi, ăn 6 ngày là nghỉ 1 ngày nha bà con, tốt không? Nha, khi bệnh này không ăn nữa nha bà con. Bà con ơi, khi ta ăn đổ gà hay đậu gà là phải chú ý nha bà con, để cho mạnh khỏe vui vẻ nha bà con ơi. Xin chào, nào.